Bánh tráng sốt tắc. Bánh tráng mà chấm với sốt này là ăn chỉ có nhức nách thôi nha mọi người. Trời ơi, đêm khuya rồi mà tôi phải mày mò ra để làm hướng dẫn cho mọi người nè. Đầu tiên mọi người cần 6 quả tắc. Nói là 6 quả vậy thôi, chứ thật ra Gen làm 6 quả thì thấy hơi chua, cho nên mọi người nên giảm lại thành còn 5 quả thôi nha. Nửa đêm rồi cho nên Gen bưng lên cái giường để ngồi làm ăn luôn đó mọi người. Mình đã có chuẩn bị sẵn một cái chén mỡ hành như thế này. Còn nếu mọi người tự làm thì rất đơn giản. Cắt nhỏ hành lá, sau đó thì mình sẽ đổ dầu vào chảo, nấu cho nóng dầu lên. Và sau đó mình sẽ đổ dầu vào hành thì chúng ta sẽ được mỡ hành nha. 5 trái tắc thì mình cho vào cái chén mỡ hành và cho tiếp 2 muỗng đường. Bây giờ thì mình sẽ cho tiếp hũ muối tôm nè mọi người. Muối tôm mọi người có thể sử dụng bất kỳ loại muối tôm nào mà mọi người yêu thích. Còn mình thì sử dụng muối tôm này thấy ăn cũng ngon á mọi người. Mình sẽ cho khoảng 1 muỗng rưỡi nha. Cho 2 muỗng thì thấy hơi mặn đó, cho nên cho 1 muỗng rưỡi thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho tương ớt vào. Nếu mọi người ăn cay nhiều thì cho nhiều, còn nếu mà ăn cay vừa vừa thì cho 2 muỗng là đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cái sốt này lên. Như vậy là cái sốt của mình nó đã hoàn chỉnh rồi đó mọi người, rất là đơn giản luôn. Bây giờ đến với cái phần topping để mình có thể ăn với cái sốt này chấm bánh tráng nè. Đầu tiên á là mọi người phải cần trứng cút. Nếu như mọi người không có trứng cút thì mình có thể sử dụng trứng gà, trứng vịt hoặc là các loại trứng nào đó, miễn là mọi người thích ăn. Khi mà mình ăn có trứng thì nó sẽ bùi bùi hơn, rất là ngon. Tiếp theo là đậu phộng rang. Nếu mọi người không có đậu phộng rang thì cũng không sao cả, hoặc là mọi người cũng có thể thay bằng mè rang. Tiếp theo chính là rau răm hoặc là rau thơm. Mọi người có thể phối hợp với các loại rau thơm nha, ăn cũng rất ngon. Còn nếu không có thì cũng chẳng sao cả. Gen thì rất là thích ăn rau răm, cho nên là mình đã lặt rất là nhiều rau răm bỏ vào đây. Và bước cuối cùng là đổ cái chén nước sốt của mình ra nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá 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 luôn luôn á mọi người. Mà kể cho mọi người nghe nha, hôm nay thì Gen với ông chồng của Gen đã ra một cái quyết định, đó chính là phải giảm cân. Và khi giảm cân thì không có được ăn đêm, cho nên tối ngày hôm nay mình lén lén vào trong phòng và bày cái này ra để ăn đêm nè. Hai vợ chồng mình thì có một cái trò chơi nho nhỏ, đó chính là nếu như mà ai ăn sau 8 giờ tối thì sẽ phải bị đập đó mọi người. Và bây giờ thì mình đang lén ăn vào lúc 12 giờ đêm, hy vọng là ổng ngủ rồi cho nên là ổng sẽ không có biết. Mình sẽ cắt trứng ra làm đôi nha. Ta da, vậy là chúng ta đã có một dĩa bánh tráng sốt tắc siêu đã luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh tráng cuộn lại và chấm vào cái nước sốt này, xúc thêm một miếng trứng cút nữa, thêm một chút đậu phộng lên rồi rắc rắc thêm một ít rau răm. Trời ơi, ta nói bỏ vào trong miệng mà nó ngon đến nhức nách luôn á mọi người. Nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay mà còn mặn mặn cái mùi của muối tôm, thêm cái vị thơm thơm của rau thơm nữa nè, rồi cái vị bùi bùi của trứng cút. Trời ơi, tại sao con người có thể phát minh ra được một cái món mà nó ngon hoàn hảo đến như thế này mà lại còn dễ làm nữa. Thật sự là một mình đã quất hết cái dĩa này trong lúc 12 giờ đêm đó mọi người ơi. Làm sao để mà giảm cân đây? Đã một cái dĩa bánh tráng tắc này rồi mà đã ăn bánh tráng lại thêm trà sữa, mà trà sữa mình đã làm sẵn và để trong tủ lạnh. Trời ơi, hỏi sao mà tôi không mập đây hả mọi người? Bởi vậy mỗi lần mà ông chồng ông kêu là em ơi, em tập thể dục đi để không có phải lo về cái việc mập nữa, thì tôi lại cố chấp không có chịu. Cho nên nếu như bây giờ buổi đêm mà ông phát hiện ra tôi ăn khuya chắc chết. Bởi ta nói cái tật than mập làm cái gì để phải chơi cái trò chơi này, đứa nào mà ăn khuya sau 8 giờ tối thì bị đập, coi có oan nghiệt hay không. Cái công thức này á nha, mà mọi người làm sẵn bỏ trong hộp, mình đi học hay là đi làm mà mang đến chỗ học, mang đến chỗ làm, ta nói hả, mấy đứa bạn nó dành ăn không còn cái nịch. Giờ này còn hai đứa vậy trời. Ngủ chưa ngủ anh? Đang làm cái gì vậy? Có làm gì đâu.